là được gặp nhau trong chương trình Hỏi Đáp Du Học Singapore. Và học ngành gì để sau này có cơ hội việc làm tốt với mức lương cao là câu hỏi của nhiều bạn sinh viên khi du học Singapore. Bên cạnh việc lựa chọn ngành học phù hợp với sở thích, năng lực của mình thì bạn còn xem đó có phải là một ngành hot hay là không. Và khách mời của chúng ta hôm nay là chị Mỹ Kim, hiện đang là chuyên viên tư vấn tại Tổ chức Giáo dục Quốc tế Tân Đại Dương, sẽ cùng chúng ta trao đổi về vấn đề này. Xin chào chị Kim. Xin chào Như cùng tất cả các bạn. Và câu hỏi đầu tiên dành cho chị có nội dung như sau. Khi quyết định chọn du học một đất nước nào đó, theo tâm lý của các bậc phụ huynh cũng như là các bạn học sinh sẽ tìm hiểu ngay là việc học tại đất nước này sẽ mang lại những ưu điểm gì? Và khi du học tại Singapore thì chúng ta sẽ nhận được những ưu điểm gì thưa chị? Thì với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học của mình thì tôi cũng nhận thấy rằng khi đi du học tại đất nước Singapore thì bạn sẽ nhận được rất nhiều lợi thế đó. Đặc biệt thì đất nước Singapore được xếp hạng là một trong những nước an toàn nhất, cũng như là về thể chế chính trị ổn định và được bình chọn là một trong những thành phố xanh sạch nhất hành tinh. Và về mặt tương đồng về văn hóa thì ở Singapore thì người Hoa cũng chiếm tới hơn 70% dân số của quốc đảo này, nên khi du học sinh Việt Nam qua bên Singapore du học thì sẽ dễ dàng thích nghi hơn với môi trường, các thói quen cũng như là phong tục tập quán. Hệ thống giao thông cũng như là việc làm hoặc là mua sắm hay là ngôn ngữ đều không gây cản trở quá nhiều. Và nếu như bạn chuẩn bị được một tâm lý thật là tốt thì sự am hiểu kỹ lưỡng thì cũng sẽ giúp bạn nhanh chóng hòa nhập vào cái cuộc sống ở Singapore. Và điều thứ hai đó là khi mà bạn du học tại đất nước Singapore thì bạn sẽ không cần phải chứng minh tài chính, và nên cái cơ hội mà bạn sẽ được học tập, nâng cao kiến thức và giao lưu văn hóa sẽ được mở rộng hơn. Và điều thứ ba đó là khoảng cách địa lý rất gần với Việt Nam và chi phí đi lại thì cũng tương đối rẻ nữa. Gia đình Việt Nam thì ở Việt Nam mình sẽ dễ dàng sang thăm con cái. Và đồng thời thì ở nước Singapore còn là một môi trường rèn luyện tiếng Anh cực kỳ hữu ích cho các bạn và lý tưởng, là một trong những môi trường hoàn toàn sử dụng tiếng Anh. Vì vậy là sau khi mà ra trường thì bạn sẽ thông thạo cả tiếng Anh như là tiếng mẹ đẻ của mình. Và một điều tiếp theo nữa đó là về chất lượng giáo dục ở Singapore thì rất là tốt. Và thời gian lấy bằng cho các bạn thì rất là ngắn và chi phí ít hơn ở đất nước như là Anh, Úc hoặc là Mỹ. Và du học tại Singapore thì bạn chỉ mất khoảng từ 2 cho tới 2 năm rưỡi để mà học đại học và 1 năm để mà học thạc sĩ. Và điều này thì đối với các bạn sinh viên Việt Nam của mình sẽ tiết kiệm được chi phí rất là nhiều, cũng như là bạn sẽ được ra trường sớm hơn. Và kể cả việc ăn ở, đi làm của mình cũng sẽ có thu nhập sớm hơn. Và tổng số tiền cho việc lấy bằng đại học ở Singapore cũng thấp hơn khoảng 40% so với ở Anh, ở Úc hoặc là ở Mỹ nữa. Và cuối cùng đó là bằng cấp của ở đất nước Singapore thì cũng sẽ được công nhận trên toàn thế giới và cơ hội việc làm của bạn cao. Và bạn hoàn toàn yên tâm về nghề nghiệp tương lai của mình. Thậm chí ngay cả khi bạn chưa ra trường thì các tập đoàn quốc tế lớn cũng đã tới và ký nhận bạn vào làm việc sau khi tốt nghiệp. Và được biết thì doanh thu cho ngành du lịch và khách sạn tại Singapore thì lên đến một con số rất là khổng lồ. Vậy kết hợp với những ưu điểm ở trên thì chắc hẳn học ngành du lịch khách sạn tại Singapore là một điều cực hot. Vậy thì ngành du lịch khách sạn tại Học viện Quản lý Nam Giang có phải là một thế mạnh của trường không thưa chị? Khi nhắc tới Học viện Quản lý Nam Giang thì chắc chắn là bạn không thể nào quên được là cái ngành du lịch khách sạn. Đây là một trong những ngành thế mạnh của trường. Và ở Nam Giang thì cũng cung cấp các khóa du lịch khách sạn gọi là tốt nhất ở Singapore và ở trong khu vực. Và tham gia khóa học về du lịch khách sạn tại trường thì sinh viên sẽ có cơ hội vừa học lý thuyết và kể cả được thực hành nữa, và có thể hoàn thiện các kỹ năng thực tế mà thông qua các quá trình thực tập tại các nhà hàng, khách sạn từ 5 sao và các khu resort, khu vui chơi, giải trí tiêu chuẩn quốc tế tại Singapore. Và trong suốt quá trình thực tập thì sinh viên còn được hưởng lương nữa, với mức lương là từ 600 cho tới 1.000 đô la Sing cho một tháng. Và kỳ thực tập này thì không chỉ tạo điều kiện cho các bạn sinh viên có thể học hỏi thêm thực tế, mà còn mang đến cho các bạn cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Và đã có rất nhiều sinh viên của trường đã được các nhà hàng, khách sạn giữ lại làm việc sau khi hoàn thành xuất sắc kỳ thực tập của mình. Vậy khi đã chọn được một ngôi trường phù hợp với bản thân các du học sinh thì nhiều bậc phụ huynh còn rất lo về vấn đề là nhà ở khi du học, thì chị Mỹ Kim có thể giúp các bậc phụ huynh về vấn đề này? Thì cái vấn đề về chỗ ở thì
hầu như bất kỳ phụ huynh nào cũng rất là lo lắng và đều là đặt mục tiêu đầu tiên khi lên tư vấn du học hết. Và hầu hết ở các trường học ở Singapore thì đều có ký túc xá nằm trong khu viên hoặc là ở gần trường hay là gần các trạm xe bus, an ninh tốt, đầy đủ tiện nghi và nhất là giá cả cũng rất là phù hợp với túi tiền của các bạn du học sinh. Đồng thời thì các trường cũng có hẳn một đơn vị phụ trách chuyên để giải quyết các thắc mắc cho các bạn sinh viên quốc tế về vấn đề ký túc xá. Và các ký túc xá thì thường được trang bị là nhà bếp, là phòng tắm, là giặt ủi để các bạn có thể sử dụng chung với nhau. Và một loại hình nữa mà Tân Đại Dương muốn gửi đến các bạn đó là ở dạng homestay, đó là hình thức ở trọ chung với chủ nhà. Tuy nhiên là các bạn sẽ được sinh hoạt chung như một gia đình, nhưng sinh viên vẫn có phòng riêng. Một gia đình muốn trở thành homestay cho du học sinh thì họ phải đăng ký với nhà trường cũng như là chịu sự quản lý của nhà trường luôn. Và nhà trường có thể sắp xếp những gia đình phù hợp với sở thích của học sinh. Và sinh hoạt chung với người bạn xứ còn giúp cho các bạn du học sinh giao tiếp về ngoại ngữ tốt hơn, nắm bắt kịp văn hóa sống của người dân địa phương nhanh hơn và rất có ích trong việc hòa nhập cộng đồng. Và hình thức thuê chung một căn hộ hoặc là một ngôi nhà được các bạn du học sinh cũng Việt Nam của mình cũng tương đối ưa chuộng cũng như trên quốc tế. Và ưu điểm của hình thức này đó là các bạn sẽ được độc lập hơn cả về mặt xã hội lẫn về mặt tài chính, và bạn cũng sẽ có cơ hội nâng cao hiểu biết văn hóa từ việc sống trong cộng đồng địa phương. Vâng, và hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp ích cho các bạn du học sinh đang chuẩn bị du học Singapore của mình. Và mọi thắc mắc về trường hay là thủ tục du học tại Học viện Quản lý Nam Giang thì bạn hãy liên hệ ngay với công ty Tân Đại Dương là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam qua số điện thoại là 083-848-4879 hoặc đến trực tiếp công ty thì địa chỉ quận 1, quận 5 hoặc là thành phố biển Nha Trang. Xin chào và hẹn gặp lại!